Như Khánh vừa hướng dẫn xong cái phần chúng ta sẽ làm cái pad, phây pad này, làm chức năng của nó là accordion cho cái riff của chúng ta, nó theo hợp âm của chúng ta nhấn bên đây, dùng 4 pad. Và bây giờ chúng Như Khánh sẽ hướng dẫn thêm phần tạo tiếng động, tức là chúng ta nhấn vô chúng ta sẽ tạo tiếng động, thí dụ tiếng chuông gió hay là bất kỳ, thì chúng ta sẽ chọn ở cái phần bộ percussion hoặc tiếng động, nhưng mà nó sẽ không có chạy theo cái accord mà nó chỉ là phần tiếng động thôi, nhấn một cái nó sẽ chạy thôi. Bây giờ Duy Khanh muốn làm cái bộ trống ở trên đây rất dễ dàng, chúng ta sẽ làm bắt đầu function, chúng ta cộng qua cái phần phây pad và chúng ta sẽ chọn một cái phây pad phây set bất kỳ. Nãy là Duy Khanh đã làm 25, bây giờ Duy Khanh giảm 2 còn 24, và chúng ta sẽ nhấn giữ bên đây function và chúng ta xóa đi cái này. Duy Khanh đã hướng dẫn rồi, chúng ta sẽ xóa đi từng cái phây pad. Rồi, xóa hết 4 pad luôn. Enter, yes. Enter, chọn 3, yes. Enter, chọn 3, chọn 4, yes. Ok, rồi chúng ta đã xóa được 4 cái pad này rồi. Vâng, chúng ta vừa xóa đi cái phase 24, tức là cái này trống hết. Bây giờ chúng ta sẽ thu vô cái tiếng động mà chúng ta yêu thích. Và Duy Khanh sẽ làm cái 4 cái pad này là những cái tiếng trống của chúng ta. Và trước khi chúng ta muốn thu cái pad là tiếng động thì chúng ta phải vô cái phần cài đặt của nó để nó không lặp lại nữa, không repeat cái tiếng động của chúng ta. Thì chúng ta chỉ cần nhấn vô pad 1, chọn pad 1 và chúng ta enter vô, thì cái lớp này chúng ta phải off đi. Rồi, cái phần thứ hai nữa là cái phần time swing này, chúng ta cũng off đi luôn. Rồi tiếp tục cái phần hợp âm theo cái điệu thì chúng ta cũng off đi luôn. Chúng ta nhấn cộng trừ để off ha. Rồi ok, đó là phần sự cài đặt đã xong. Và chúng ta đã cài đặt pad 1 xong thì pad 2, pad 3, pad 4 chúng ta cũng cài đặt như thế. Chúng ta sẽ không cho cái phần lớp lặp lại để chúng ta off đi. Và phần hợp âm swing thì chúng ta cũng off đi luôn, để nó là tiếng động khi ta nhấn một cái là một cái tiếng động của chúng ta yêu thích thôi. Và bây giờ vô phần chúng ta sẽ thu cái tiếng động vô từng pad một. Bây giờ chúng ta sẽ chọn thu, chúng ta bật hát ra ngoài, không chọn 24 lại ha. Rồi bây giờ chúng ta nhấn record nè. Ok, đầu tiên là màn hình sẽ hiện lên cái pad 1. Chúng ta sẽ nhấn đầu tiên là chúng ta sẽ chọn một khuôn thôi, cái len này một khuôn thôi, đó là số 1. Rồi chúng ta qua phần cái tên là quantize, chúng ta sẽ chọn quantize theo cái ý thích của chúng ta. Thường thì chúng ta sẽ không có trùm ba gì thì chúng ta sẽ chọn 16. Rồi metronome là chúng ta phải mở lên để nó gõ nhịp chúng ta nè. Rồi cái gì cao là cái đếm nhịp chuẩn bị thu nè. Và chúng ta sẽ chọn tiếng, đây Duy Khanh sẽ chọn tiếng trống bộ set Fender này. Rồi thu chúng ta sẽ nhấn start 1 2 3 4. Ok, stop. Rồi chúng ta vừa thu với pad 1 với tiếng kích trống này, cái tiếng kích lại cái này ha. Rồi chúng ta nhấn thử nha, thu xong rồi chúng ta nhấn thử nè, đó là tiếng kích trống. Vâng, chúng ta vừa thu pad 1 là tiếng kích, bây giờ pad 2 là tiếng snare. Rồi chúng ta cũng nhấn record, rồi chúng ta cũng chọn một ô một khuôn như thế, quan tài 8 metronome, tức là mở ra. Rồi ok, rồi chúng ta sẽ nhấn pad 2 nha, để nó chọn pad 2 để chúng ta thu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thu pad 2 với tiếng snare. 2 3 4, ok xong. Rồi chúng ta vừa thu pad 2 nó là tiếng snare, pad 1 là kick. Bây giờ chúng ta test thử nhé. Vừa rồi chúng ta vừa thu pad 1 là kick, pad 2 snare và pad 3 gì Khánh muốn thu là tiếng hi hat, thì chúng ta sẽ bắt đầu thu tiếng hi hat vô nhé. Chúng ta trở lại cái phần file pad phase set này 24 và chúng ta nhấn record. Nhấn record chúng ta cũng set như vậy, một khuôn và những cái đếm nhịp metronome chúng ta có sẵn. Chúng ta chọn pad 3. Đây màn hình nó sẽ hiện lên pad 3 chuẩn bị. Rồi tiếng hi hat là tiếng này nha, tiếng này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thu. Nhấn start để thu nào. 1, 2, 3, 4. Ok, vậy là xong. Rồi, chúng ta thử lại cái pad 3. Chúng ta thử lại cái pad 3 là vừa thu xong nè. Ok, rồi bây giờ test từ 3 cái pad nè. Kick, snare và hat nè. Bây giờ pad 4 này Duy Khánh muốn làm tiếng vỗ tay, thì chúng ta sẽ thu lên cái pad 4 này. Chúng ta chỉ cần nhấn record, set một khuôn và set cái quan tay, set metronome gõ nhịp, cái record. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu thu. Nhấn pad 4 nhé. Đây giờ màn hình sẽ hiện lên pad 4 chớp chớp đây. Nhấn bắt đầu start. 3
4. Ok, stop. Ok, chúng ta vừa thu part 1 là tiếng kích, part 2 là snare, thì part 3 là tiếng hi-hat. Rồi, part 4 là Duy Khanh làm một tiếng động, một tiếng vỗ tay. Đó là tiếng vỗ tay. Ok, chúng ta đã thu xong được 4 bản. Chúng ta đã tạo ra một cái phase set mới. Vâng, phase set của chúng ta vừa tạo ra xong rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần chọn tiếng và thu lại thôi, và chọn chế độ nó phát ra thôi, lặp lại hay không lặp lại. Với hai chế độ là chúng ta tạo cái accord hoặc là chúng ta tạo tiếng động trên cái phase bass này, rất là dễ dàng. Và bây giờ chúng ta có thể lưu lại được phase bass này trên USB. Bây giờ chúng ta muốn lưu cái set 24 này, phải set 24 này vào USB, chúng ta sẽ làm thế nào? Rất đơn giản, chúng ta sẽ exit ra hết. Rồi chúng ta nhấn function, chúng ta nhấn lùi lại cái phần media, enter vô. Và chúng ta sẽ chọn cộng mũi tên qua nè, cộng mũi tên nè. Chúng ta sẽ qua phần cell, rồi enter vô. Và chúng ta sẽ chọn cái phần phase set. Rồi ok, chúng ta sẽ enter vô. Và chúng ta đã muốn lưu cái phase set 24 thì chúng ta chọn 24, chúng ta enter vô lần nữa. Rồi chúng ta có thể đổi tên cái tên phase set này tùy theo ý của chúng ta thôi. Muốn đổi tên thì cứ vặn này, thí dụ như là Việt Thương, chúng ta sẽ chọn chữ V này, Việt Thương Music. Ok, rồi chúng ta nhận mũi tên để chúng ta sẽ chọn chữ, cứ như thế chúng ta sẽ chọn tên theo ý thích của chúng ta. Và sau khi xong thì chúng ta chỉ cần nhấn enter và hỏi chắc chắn hay không. Yes, ok, complete, xong. Thì những 25 phase set này ở trong cây đàn của chúng ta có thể lưu được 25 qua USB, 25 phase set qua USB, và chúng ta có thể làm thêm 25 phase set nữa, và chúng ta cứ vậy để ở qua USB. Và chúng ta muốn kêu lại thì chúng ta chỉ cần chọn phần load. Rồi chúng ta chọn phần load ha, enter. Rồi chọn, chúng ta chọn mũi tên là qua phase set, enter. Rồi và cái tên nãy mà chúng ta đã chọn đây, đó, chúng ta chỉ cần enter thôi và chúng ta sẽ yes, enter, rip này. Thế là xong. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của Việt Thư Music về Casio CTX-5000 với phần setup phase set, chỉnh sửa và tạo ra phase set mới. Và xin mời các bạn cùng like và subscribe kênh của Việt Thư Music để chúng tôi có những video hay hơn, hướng dẫn sử dụng kỹ hơn cho các bạn. Hoặc là thắc mắc về những video clip này, những cái chức năng của CTX-5000, chúng ta hãy comment lên video clip để công ty Việt Thư Music có thể trả lời cho các bạn. Xin cảm ơn các bạn và chúc sức khỏe các bạn.